Tháng 8 về, Premier League mùa giải mới đã sát ngày khởi tranh. Trong không khí sôi sục mong chờ ấy, những người trẻ nhiệt huyết của ban tổ chức sự kiện CFC Hà Nội cũng đang bận rộn chuẩn bị chào đón mùa giải của riêng mình. Hãy cùng gặp gỡ và nghe họ chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới của CFC VN. À, bọn mình là thành viên của ban tổ chức sự kiện CFC Hà Nội. Hiện nay thì mình đang trong quá trình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động sắp tới của CFC Hà Nội nói riêng và CFC Việt Nam nói chung. Thì trước hết là mình rất là muốn mang đến tay cái vấn đề cái việc đó là văn hóa cổ vũ từ năm 1980 về với Việt Nam, về với các buổi xem bóng đá các bạn khi tham gia các sự kiện Hà Nội. Và ngoài ra thì vào tháng 10 này thì đó là lễ kỷ niệm 6 năm thành lập CFC VN. Thì bọn mình đang xây dựng một kế hoạch để tổ chức cái lễ kỷ niệm đó. Và tất nhiên lần này thì bọn mình, cái mục đích chính của mình xây dựng đó là kết nối và tăng cái tính đoàn kết và sự giao lưu với nhau trong cộng đồng văn hóa Hà Nội nói riêng và CFC Việt Nam nói chung. Danh hiệu nào của Chelsea bạn mong muốn cơ có thể đạt được? Premier League. T1. Không được. Premier League. Năm nay chắc chắn phải đạt được Anfield. Mong muốn một cúp C1. Cố gắng